Món này mình kêu món súp. Đây là súp. Xin chào cả nhà, hôm nay nhà mình sẽ đi chợ. Ở khu vực này thì có siêu thị Lidl, siêu thị Aldi, những siêu thị của Đức. Nhà mình sẽ vào bên trong siêu thị để xem là giá cả ở đây như thế nào ha. Ở đây thì mình ít thấy nhà cao tầng. Đa số là những căn nhà mà có một tầng thôi hoặc là căn nhà hai tầng. Đây là quầy bánh mì. Rau củ trái cây thì mình thấy là mắc hơn ở bên Đức một chút. Ở đây họ bán thịt nhìn rất tươi ngon luôn. 1 ký thì mình thấy là cũng 8 euro 50, 7 euro 80, rồi 9 euro 50. Nói chung là giá cũng giống như là ở Đức vậy đó. Đồ biển, bạch tuộc, cá, tôm. Mình vừa mua đồ ở trong siêu thị Lidl ở Ý nè. Thì ở đây người ta tính thuế nước uống là 22%, thuế thực phẩm. Thuế thực phẩm là 10%. Thuế trái cây là 4%. Chắc là trái cây rau củ là 4%. Ở Đức thì tính thuế nước uống là 19%, thực phẩm là 7%. Từ hôm nhà mình qua Ý đến nay thì hôm nay mới là lần đầu tiên nhà mình vào trong siêu thị Đức, siêu thị Lidl để mua đồ. Đường phố ở Ý mình thấy rất sạch sẽ. Dù là cái khu vực nào nhiều khách du lịch cũng không có thấy rác. Mình không biết là ở những nơi khác thì như thế nào, nhưng mà ở Venice và ở Rimini, nơi mà nhà mình đến, thì mình thấy rất sạch sẽ. Ở đây hai bên đường họ trồng rất nhiều cây xanh, rất nhiều hoa, và đặc biệt rất ít đèn xanh, đèn đỏ. Hầu như các ngã tư đều làm cái bùng binh á, để không phải sử dụng đèn xanh đèn đỏ. Đó, ở đây đi bộ đi dưới lòng đường, không có đường dành riêng cho người đi bộ. Nhà mình đang đi ăn tối. Ở khu vực này có mấy nhà hàng châu Á nên là mình đang đi tìm. Mình có địa chỉ nhưng mà đi theo định vị thì định vị cũng chỉ sai đường. Và bây giờ thì mình đang tìm chỗ đậu xe. Nhà mình đi ăn tối. Anh đi đậu xe ở đây nè, mà không biết là được phép đậu hay không. Mình tiếp tục đi tìm chỗ đậu xe. Chạy theo định vị chỉ vào đường này, mà không biết là đường này được phép chạy xe hay không. Tại vì không thấy xe khác chạy mà thấy toàn người đi bộ không à. Cuối cùng thì mình đã tìm được chỗ đậu xe. Ở đây là hình như là khu vực ga xe lửa, trung tâm của thành phố Rimini. Ở trong thành phố tìm chỗ đậu xe ở ngoài đường rất khó luôn. Đây con người vô gia cư, người ta nằm ngủ ở lề đường luôn. Khu vực này thì cũng khá nhộn nhịp. Nhà mình đi ăn tối. Hôm nay thì sẽ đi ăn ở nhà hàng Tàu. Thì ở Đức có rất nhiều nhà hàng Tàu là chủ người Việt, còn ở Ý thì mình không biết. Ôi ơi, người ta trồng hoa đẹp quá.
mấy ngày liền thì nhà mình ăn tối ở chỗ khu phố phố đêm á, ở gần bãi biển. Nhưng mà hôm nay thì đi ra đây. Ở đây có tai heo này, chân gà này, có rất nhiều món gọi là món độc lạ luôn ha, chân vịt nữa này, bắp bò. Vịt, cua, súp. Giờ heo. Đây là quán ăn của người Tàu. Ở đây người ta có để khá nhiều món và món ăn thì cũng không có mắc tiền. Trong đây thì mình không thấy có khách Tây, chỉ thấy khách người Trung Quốc. Đây có cả ốc. Đây cái hot and sour soup. Đây là các món mì. Ở đây có gỏi và các loại rau. Mình gọi món chân gà này vì hôm trước mình ăn cái món chân gà này mình thấy người ta làm cũng khá ngon á. Kevin thì gọi món chả giò. Joe thì ăn khoai tây chiên. Là rice. Thank you. Mình gọi cơm để ăn với chân gà, tại vì ăn chân gà không thì nó hơi ngán. Mình kêu món súp. Đây là súp cái gì đó, chua cay. Để xem món súp. Súp này mình không biết là có gì bên trong nhưng mà ăn khá ngon. Ăn thì chỉ biết cái vị nấm hương thôi, còn lại thì những cái gì mình không biết là gì. Nhưng mà ngon lắm, cay và chua, cay và hơi chua chua. Hot lắm. Món này không biết là thịt heo hay thịt gà mà người ta để trong chảo luôn, xong rồi có bếp nấu luôn nè. Món này ngon. Món này là thịt gà. Món này như là gà Tây. Mình đặt thêm món há cẩu, há cẩu chiên. Thôi chuẩn bị tốt này anh được. Ăn tối xong rồi, giờ nhà mình lại đi về. Joe với Kevin thì đang xem là đi đường nào nhanh nhất để đến chỗ nãy nhà mình đậu xe. Nhà mình vào quán ăn nhỏ nhưng họ phục vụ khá nhanh và món ăn cũng khá ngon. Bữa ăn cho 4 người hết hơn 40 euro. Ở đây là ga xe lửa. Ga xe lửa ở Rimini. Guck mal, Fahrrad da Rad ist weg. Đây nhìn xe đạp, người ta để đây xe đạp và một nơi bánh văng một nơi. Guck mal, die Fahrräder. Ja, die haben alles geklaut, Frau Sie. Die wurde rumsitzen.
mấy chiếc xe đạp người ta để người ta khóa đây nè, xe đạp mà bánh một nơi, xe một nơi luôn. Đó, khóa một nơi nè, bánh một nơi nè. À, mình đậu xe 1 tiếng 22 phút thì giá là 2,40 €. Chạy xe ở Ý thì mình thấy là người ta chạy rất nhanh, và xe máy, xe đạp nhiều khi người ta cũng băng qua đầu xe á, nên anh đi chạy ở đây cũng hơi run tay. Mình thì chắc là mình không dám chạy luôn, hoặc là nếu mà mình chạy xe ở đây thì mình sẽ chạy rất chậm. Vì vậy mà đến khách sạn thì nhà mình toàn đậu xe một chỗ thôi, rồi hôm nay mới bắt đầu lấy xe để chạy vòng vòng. Anh đi nói là mỗi lần chạy như thế này á, anh đi thấy khá căng thẳng, tại vì nhiều khi người ta cũng bất ngờ xe máy người ta lao ra từ cái ngóc đường. Nhà mình đã về đến khách sạn, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.